quay rồi. Hai món mặn luôn hả chị? Hello. Hàng là nó canh mình xong quá. Diêm hàng qua. Diêm hàng. Rồi vậy ai chơi? Hôm nào mình mạnh phụ đổi cái đạn. Quên mình nút chai vậy cho kia chưa? Đây. Để tưởng. Để tưởng. Để tưởng. Để tưởng. Cái nồi giữa nó qua đây cho con, cho cái nồi này cho con. Cái nồi này hả? Nó bỏ lấy cái này. Cái này nè. Rồi rồi. Giờ lỡ rồi lỡ. Lấy này đi. Lấy cái này đi. Lấy cái nhà bữa nay không có hàng. Không có ăn. Đi Vĩnh Long hả? Bữa đó có gà, năm đâu ăn. Để cho người nhà đi. Chơi. Thì hôm nay thực đơn sẽ là thịt kho trứng với lại chả cá sốt cà. Hôm nay chả cá sốt cà thì đúng hẹn lại lên. Chị ơi, bữa nay mình thịt kho trứng mình kho từ đâu lên? Kho trứng về ở bên trên em, tại vì hôm qua là chị nhà đóng giỗ á. Nghe là nên phải kho từ dưới lên hay kho lên kho chứ nổi. Ai ăn này không? Ăn này không cô? Thịt chả cá sốt cà. Bà con lạnh cơm xong qua kia đứng ngang đứng tại tớ. Bữa nay có thêm món chả cá sốt cà nè. À rồi cho chị cho vô rồi. Nước không chị? Hôm nay có thêm chả cá sốt cà với thịt kho trứng. Bên đây là có mắm chân với thịt kho trứng. Mắm chân đâu? Ngày mai. À ngày mai thật đơn, ngày mai là mắm chân với lại thịt kho trứng nha cả nhà. Chắc hay sắp tới ngày mai. Trời ơi, có một món à, nếu nhận cái này là hoàn lại lần 2 nha. Dạ không, chú muốn là chú quay lại lần 2, chú xếp hàng lần 2 cũng cho chú cái này nha. Xong rồi lên đây dạ. Chú à, lãnh xong rồi, xong rồi lên đây là lên. Rồi cái xong rồi lên chú à. Ngày mai thực đơn ngày mai chị. Ngày mai thịt kho trứng với lại mắm chân. Ngày mai là thịt kho trứng mắm chân. Hôm nay là cái này là kho từ Bến Tre đem lên luôn à mọi người. Ai ăn chả cá không? Chả cá sốt cà ngon lắm mọi người. Rồi. Em muốn ăn trong chỗ này rồi. Chưa. Rồi qua đây cái đấy canh đi. Nè, trong chồng qua đây cái đấy canh. Làm chú kìa. Ai chả cá sốt cà hả cô? Rồi rồi, còn cảm ơn cô nha. Không được, hợp vô được bún nè.
Rồi qua đây lấy canh đi. Chị chả cá sốt cà không? À, à, là đây anh. Dạ, dạ, dạ. Rồi, anh bước bước anh, xích xích lên, xích lên, xích lên. Đúng, trong ngoài qua đi, cái canh. Rồi, qua đi. Rồi ai chạy cá xuống kìa, lần hai đi cô ơi. Đi xếp nữa, không có phải. Lần hai đi cô, xếp hàng lần hai con cho cô ơi. Tới đi, tới đi, tới đi. Ai chạy cá sốt kìa không? Ế dữ trời, sao chị bữa đây dư ế dữ trời. Ế dữ vậy hả, ế tầm máy trả gì vậy, con trả cây hả? Mở nắp ra cho tôi múc. Sắp tới rồi đó. Đây đây anh, đưa đi anh. Anh ơi, kiểu này sao mình đứng chỗ này vậy? Chen lên là ông cho đi ra luôn. Kiểu này đâu có nhận đó. Phiếu đưa rồi. Phiếu đưa rồi. Vậy như là chạy xuống kia. Chạy đường ở trên ngang. Để chạy xuống dưới cái này. Chạy xuống cái hàng nào mà nãy chị vô á. Tự nhiên chị phiếu đưa rồi thì chạy xuống chờ người ta. Ta đang đứng đây thì chị lên. Rồi qua đi đi cách đi vô coi. Hai cho mày. Rồi qua đi cách đi đi cách chơi. Rồi qua đi. Rồi qua đây xếp hàng đi, xuống xếp hàng lấy cơm. Ờ, à, cũng có. Xếp hàng là có à. Không có phiếu, đứng đó làm sao có phiếu. Xếp hàng là có cơm à. Đúng, xếp hàng là có cơm mà, đi lại đi. Ờ, đây là qua đây. Qua đây, qua đây, qua đây, cái canh đây. Hai. Hai à. Hai à. Sắp hàng của mình nữa. Đây này ra ngoài, đây cái canh ngoài. Ra ngoài kia đây canh luôn. Để nó chân nè. Cái này là không được một phân. Những gì cái hơi sắp hàng đứng tiếp rồi đó. Rồi cho làm. Đó là cũng mở nắp ra đường vàng cho tôi bút cho lẹ. Rồi qua đây lấy canh luôn. Bữa nay là đi hai phần phải không? Rồi qua đây lấy canh đi. Cá sốt gà, cá xếp cô gà, cá xếp cô gà. Chẳng có.